Kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã truy cập đến kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này thì Quang Minh Audio giới thiệu cho anh em một cái dòng DAC giải mã chính hãng của Suca Audio, một trong những cái bản giải mã và hàng cao cấp nhất của Suca Audio đến thời điểm hiện tại. Một con giải mã độc lập lên 32 bit và tần số lên mau lên 768 kHz, hỗ trợ cho nhạc DSD 512. Đó anh em nha, một con chính hãng của Suca với mã sản phẩm là DAC Q6 Pro. Đấy, con này sẽ có hai phiên bản màu này rất đầy đủ cho anh em, một con là màu đen và một con này là con màu bạc. Em muốn giới thiệu cho anh em đấy, có đủ cả hai màu giới thiệu cho anh em DAC Q6 Pro. Như quý vị và các bạn đã biết, Suca Audio một trong những hãng rất là lớn trên thế giới, rất nhiều những cái thiết bị âm thanh đã đến tay anh em. Dòng DAC giải mã Hybrid một trong những dòng chất lượng cao của Suca Audio. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo khẩu bóc hộp luôn cho anh em xem cái sản phẩm của con DAC Q6 Pro giải mã 32 bit. Các video hướng dẫn sử dụng này anh em có thể về tham khảo. Trong này có hai, trong này thì có cả tiếng Trung và tiếng Anh, hàng xuất châu Âu anh em. Anh em có thể về tham khảo tất cả các thông số trong này. Các video phụ kiện đi kèm thì sẽ gồm có một, đây là một cái dây PCUSB để anh em chơi vào máy tính laptop. Đấy, anh em nhìn này, đầu AB, đầu này cắm máy tính, đầu này cắm vào DAC. Đấy, dây màu đen khá là xịn sò, chất lượng này anh em nhé. Một adapter nguồn cắm điện trực tiếp điện trong gia đình, nguồn điện từ 100 đến 240V, 120V rồi. Đó. Một dây Bluetooth, dây Bluetooth này. Và con này có được hãng tặng kèm theo một cái giắc chuyển. Ở đây là con DAC Q6 Pro chính hãng của Suca Audio anh em này. Đấy, cực kỳ sang trọng và đẹp mắt này, thiết kế rất là nhỏ gọn này. Đấy, nhưng mà rất tinh tế đẹp mắt. Đó, mặt ở trước đây anh em được trang bị một màn hình LED hiển thị. Đấy, một cái cổng headphone, cổng tai nghe tôi rắc 6 ly. Đấy, sau con ly đã anh em dùng 6 ly hoặc là dùng rắc chuyển này. Đó, đây nút nguồn tắt bật kèm nút tăng giảm âm lượng, volume tăng giảm âm lượng và chuyển chế độ nút ấn kèm của hãng. Đấy, và phía sau các cổng kết nối đây anh em. Đấy, có một cái đường nguồn 12V, phía sau đường ao duy nhất, một cái đường ao, đường hoa sen, đường AV. Cái đường in vào gồm có cổng Bluetooth này, dây Bluetooth này, PCB này, optical cổng quang và Cosio là cáp đồng trục, hỗ trợ hầu như tất cả các kết nối. DAC Q6 Pro giải mã lên đến 32 bit, hỗ trợ cho nhạc DSD 512 và tần số lên mẫu cũng rất lớn, lên 768 kHz. DAC Q6 Pro với những hệ thống chip danh tiếng ở trên thế giới, ví dụ như những dòng chip USB như con XMOS XU208 hoặc những dòng chip chuyên cho giải mã, chip chính chuyên cho giải mã như con ESS 9038Q2M hoặc những dòng chip Bluetooth của Broadcom. Và ngoài ra còn một cái hệ thống chip khuếch đại âm thanh cực lớn và những dòng chip khác. Đấy, tạo lên một con DAC Q6 Pro này với chất lượng cực kỳ hoàn hảo cho anh em, giải mã 32 bit, phân khúc cao cấp nhất của Suca Audio đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Một con DAC giải mã độc lập chính hãng của Suca Audio, bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới cho anh em. Có hai bản màu đầy đủ đây của con DAC Q6 Pro cho anh em tham khảo. Con màu đen đây là con màu bạc anh em nhé. Đấy, màu bạc cũng rất là sang trọng và tinh tế. Đấy, con DAC Q6 Pro giải mã 32 bit phân khúc lớn nhất hiện nay. Đó, và không để quý vị và các bạn đợi đâu, có kết nối một con bản màu đen này vào nguồn này, một dòng vào kết nối nguồn này, đường ao ra đường hoa sen này và đường in vào, rồi cắm dây quang và dây Bluetooth được bật sẵn này. Sẽ lập nguồn lên cho quý vị và các bạn của anh em có thể tham khảo dòng DAC Q6 Pro. Đây nút nguồn anh em này, chỉ cần nhấn này. Đó, màn hình nét hiển thị này, đang ở chế độ Bluetooth đang nháy anh em, chuyển chế độ chỉ còn một nút nhấn này. Đấy, USB này, optical cổng quang này, là Cosio là cáp đồng trục này. Đó, tôi sẽ rất là dễ sử dụng đúng không anh em? Đó, và đây là kèm theo nút tăng giảm âm lượng thôi anh em nhá, tăng giảm âm lượng thôi. Rất là dễ sử dụng con DAC Q6 Pro. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của dòng DAC Q6 Pro và giải mã 32 bit chính hãng của Suca Audio. quý vị và các bạn, quý anh em vừa được thưởng thức chất âm của cái dòng DAC Q6 Pro chính hãng của Suca Audio. Đó. Và một bộ sản phẩm DAC Q6 Pro có hai màu này, màu đen hoặc màu bạc cho anh em lựa chọn, chỉ có 3.950.000. Đó, chỉ 3.950.000 và kèm theo một cái phần quà tặng cực kỳ hấp dẫn cho quý vị và các bạn. Đó, quý vị và các bạn có thể chọn lựa một trong hai. Thứ nhất là cái dòng dây tín hiệu, dây AV của Hitachi bãi Nhật này. Đấy, một trong hai dây AV của Hitachi bãi Nhật. Đấy, một cặp này, hoặc anh em sẽ lựa chọn cho mình một cái sợi dây Quang của Audio Quest của Mỹ này. Đấy, còn một trong hai. Và quý vị và các bạn của anh em mà có nhu cầu sử dụng cả hai thì Quang Minh Audio sẽ để cho anh em một cái giá cực kỳ là tốt nhất. Ngoài ra anh em nào cần những cổng kết nối của những cáp OTG, thứ nhất là cho dòng Android như kiểu Samsung, những dòng điện thoại Samsung, hoặc iOS như là những con máy tính bảng hoặc là những con iPhone, thì anh em tôi có đầy đủ cho anh em lựa chọn. Và mọi thông tin quý vị và các bạn có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại tôi để trên màn hình 0944 737 321. Quý vị các bạn nào trong Sài Gòn có thể qua cửa hàng ở trong quận 7 Hà Nội thì quận Hoàng Mai hoặc quận Đống Đa. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Quang Minh Audio. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cùng ủng hộ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn cùng anh em trong những video clip kế tiếp.